Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về sức khỏe của ca bệnh COVID-19 nặng, bệnh nhân 91, nam phi công người Anh, tình trạng lâm sàng của bệnh nhân này có cải thiện, phổi bớt đông đặc nhưng chưa có dấu hiệu hồi phục. Hiện có thể khẳng định bệnh nhân đã được điều trị hết virus SARS-CoV-2 với 5 lần liên tiếp trong 10 ngày qua có xét nghiệm âm tính, tuy nhiên tiên lượng vẫn rất dè dặt. Theo Tiểu ban Điều trị, bệnh nhân số 91 là trường hợp COVID nặng nhất hiện nay. Quá trình điều trị từ ngày nhập viện rất phức tạp, thất thường, đã can thiệp ECMO, tim phổi nhân tạo từ ngày 6 tháng 4. Bệnh nhân vẫn còn tình trạng nhiễm trùng màng phổi, chưa cho phép thực hiện ghép phổi. Bệnh nhân cần tiếp tục điều trị nội khoa để hạn chế tình trạng nhiễm trùng. Bệnh nhân được hội đồng chuyên môn đề nghị chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tích cực chuyên sâu. Cục Quản lý Khám chữa bệnh và Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế sẽ xây dựng chiến lược điều trị nội khoa và ngoại khoa. Khi tình trạng nhiễm trùng được hạn chế thấp nhất, hội đồng chuyên môn sẽ xem xét phương án điều trị ngoại khoa như ghép phổi, ghép thận. Toàn bộ phổi ghép sẽ được tìm từ người hiến chết não có điều kiện phù hợp.